Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn tới em cách mốt thay đổi hình ảnh ở bên trong ứng dụng đã tải về trên một chiếc điện thoại Android. Nên chắc chắn với anh em một điều là sau khi anh em sử dụng một cái ứng dụng nào đó mà anh em cảm thấy cái giao diện của nó xấu quá hoặc là giao diện của nó nhàm chán quá, anh em sẽ nảy sinh ra một cái vấn đề, đó là anh em muốn thay đổi những cái hình ảnh ở bên trong. Vậy làm sao để có thể thay đổi được những cái hình ảnh đó? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tới em cách thay đổi hình ảnh bên trong ứng dụng nhé anh em. Đây, thì nãy mình đã tải cái ứng dụng KingDye Master này về mà mình sử dụng, thì mình cảm thấy là nó có in cái logo ở trên màn hình này, mình cảm thấy nó thừa thái, cho nên là bây giờ mình sẽ mốt để sửa cái logo này đi thành một cái logo khác cho nó đẹp hơn và hấp dẫn hơn đấy nhé. Thì ở đây mình sẽ cho anh em xem cái phiên bản mà sau khi mình chỉnh sửa đấy nhé. Vâng, đây là cái hình ảnh mà sau khi mình mốt thay đổi thành công cái giao diện hình ảnh của nó rồi nhé anh em. Vâng, trước khi đi vào hướng dẫn tất cả em mốt thì anh em cần phải lưu ý cho mình một điều, đó là nếu mà anh em muốn thay đổi những cái hình ảnh mà ở chế độ màn hình ngang ấy, thì anh em cần phải chọn cho mình những cái hình ảnh mà có tỷ lệ hợp lý với cái màn hình ngang nhé anh em. Nếu mà anh em muốn thay đổi những cái hình ảnh nào ở cái chế độ màn hình dọc ấy, thì anh em cần phải chọn cho mình cái hình ảnh nào nó có tỷ lệ kích thước màn hình dọc nhé anh em. Nếu mà anh em chọn sai cái tỷ lệ hình ảnh ấy, sau khi anh em mốt thì anh em mở ứng dụng nó lên thì cái file hình ảnh nó hiển thị rất là xấu, nó không được đẹp nhé anh em. Em cần phải chọn đúng file hình ảnh kích thước tỷ lệ của nó thì nó mới đẹp nhé anh em. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả em cách mốt luôn. Thì để mốt được ấy, vì việc đầu tiên anh em cần phải xác định cho mình cái file hình ảnh mà anh em muốn sửa đổi. Ở đây thì mình muốn thay đổi cái logo cái ứng dụng này, cho nên là mình sẽ tìm tới cái file hình ảnh này nhé anh em. Rồi, sau khi anh em xác định được cái hình ảnh mà anh em muốn thay đổi rồi thì anh em sẽ cần phải mở cho mình một cái ứng dụng có tên đó là APK Aston Pro nhé anh em. Thì cái link tải ứng dụng APK Aston Pro này mình có để bên dưới phần mô tả video, anh em có thể tham khảo. Sau khi anh em tải và mở ứng dụng này lên thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Thì ở đây anh em sẽ bấm phần chọn một ứng dụng cho mình, rồi sau đó anh em sẽ tìm cho mình cái ứng dụng mà anh em muốn mốt thay đổi hình ảnh. Sau khi anh em tìm được cái ứng dụng mà anh em muốn mốt thay đổi hình ảnh thì anh em sẽ bấm vào nó. Rồi sau đó nó sẽ hiển thị lên một cái bảng chỉnh sửa như thế này. Anh em sẽ bấm phần chỉnh sửa đơn giản cho mình. Rồi, ở cái phần chỉnh sửa đơn giản này anh em sẽ bấm phần tắt hình ảnh cho mình. Rồi sau đó anh em sẽ tìm cho mình tới cái hình ảnh mà anh em muốn thay đổi. Đây mình sẽ tìm. Rồi, sau một vài phút tìm kiếm thì mình đã tìm thấy cái file hình ảnh đấy rồi nhá anh em. Ý là cái file hình ảnh này. Các bạn có thể bấm vào cái file hình ảnh đó để xem toàn bộ cái kích thước chi tiết hình ảnh của nó. Đây chính là cái hình ảnh mà mình muốn tìm để thay đổi nó. Thì bây giờ để thay đổi được ấy thì anh em sẽ bấm vào cái phần bút chì này cho mình nhé anh em. Sau khi anh em bấm vào cái phần bút chì, nó sẽ hiển thị lên một cái giao diện như thế này. Anh em sẽ kéo tới cái thư mục mà anh em để cái hình ảnh mà anh em muốn thay thế, rồi anh em sẽ click vào nó nhé anh em. Rồi sau khi click vào nó thì cái hình ảnh ban đầu của ứng dụng nó đã được thay đổi rồi nhé anh em. Bây giờ anh em có thể bấm vào để xem lại cái hình ảnh mà đã thay đổi. Rồi sau khi mình bấm vào kiểm tra thì cái hình ảnh cũ nó đã được thay đổi bằng một cái hình ảnh mới rồi nhé anh em. Rồi sau khi thay đổi thành công vào một cái hình ảnh mới rồi thì anh em sẽ phải cần phải lưu lại. Thì ở đây anh em sẽ bấm phần lưu lại cho mình. Rồi sau đó anh em sẽ chờ cho cái ứng dụng APK Aston Pro này xuất file nhé anh em. Rồi sau khi xuất file thành công rồi thì cái ứng dụng APK Aston Pro nó sẽ hiển thị lên một cái bảng giao diện như thế này. Thì để cài đặt được ấy, việc đầu tiên anh em sẽ cần phải gỡ cài đặt cái ứng dụng phiên bản cũ cho mình nhé anh em. Anh em sẽ bấm phần gỡ cài đặt này cho mình. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào xác nhận gỡ cài đặt. Rồi sau khi gỡ cài đặt thành công rồi thì anh em sẽ bấm phần cài đặt cho mình. Rồi sau đó anh em sẽ bấm xác nhận cài đặt. Rồi sau khi xác nhận cài đặt thành công rồi thì anh em sẽ bấm mở ứng dụng này lên để xem là cái ứng dụng này nó có hoạt động bình thường không nhá anh em. Rồi sau khi ứng dụng khởi động thành công rồi thì cái file hình ảnh của mình nó đã được thay đổi bằng một cái hình ảnh mới rồi nhé nhé. Thì anh em thay đổi những cái hình ảnh khác thì anh em cũng làm tương tự giống như clip này của mình nhé nhé. Thì clip của mình đến đây kết thúc, hẹn lại tất cả anh em ở clip tiếp theo. Chúc anh em thành công. Nếu anh em thấy clip này hay, hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé nhé.